Xin chào các bạn, mình là Cường, nhân viên tư vấn bán hàng tại showroom 6A Trần Hưng Đạo, quận 1. Thì hôm nay quay trở lại với góc xe cũ ha. Thì hôm nay mình có một chiếc xe cũ cực kỳ đẹp luôn, muốn giới thiệu với các bạn. Thì đằng sau mình đây là chiếc Ford Ranger Wildtrak 2018. Xe này mới chỉ chạy được có 34.000 km thôi. Xe còn rất là mới luôn, cho nên hôm nay mình quay phim để mình giới thiệu với các bạn về chiếc xe Ranger Wildtrak Biturbo 2018 này. Mới chỉ chạy 34.000 km, xe còn cực kỳ đẹp. Bây giờ mình sẽ quay một vòng tổng quan cho các bạn xem về chiếc xe này. Còn phần giá mình sẽ để ở phần cuối video, các bạn đoán xem giá của nó là bao nhiêu. Ok, đầu tiên là phần đầu xe ha. Xe cũ mình thấy nó như xe mới vậy á, không có một vết chầy nào hết. Ken xe ben ha, mình quay chi tiết bạn coi luôn. Xe này được ốp thêm cái viền của kính nè, viền của đèn nè, nhìn nó cứng cáp ha, chắc chắn ha. Xe cũ nhưng mà rất là đẹp. Tiếp theo là phần thân xe nè, các bạn nhìn kỹ nha, keng xà beng nha các bạn, không một vết chày luôn. Xe cái phần tay nắm cửa cũng được ốp sẵn nè, nó hạn chế chày sơn ở cái ngay cái chỗ tay nắm cửa này nè. Chủ xe rất là kỹ luôn, ốp đơn giản nhưng mà những cái nơi mà cần thiết là ốp. Nhìn nó xe nó đơn giản nhưng mà nó rất là đẹp. Ốp vô này không bị chày mấy cái chỗ đổ dầu đổ xăng nè. Cũng được phần đèn hậu cũng được ốp để bảo vệ chống chày. Ở đôi thùng cũng được ốp. Một khăn Ranger nhìn nó đẹp ha các bạn. Nhìn xe là biết là của một dân chơi rồi. Rồi phần bên hông, các bạn nhìn kỹ nha, không một vết chày gì hết á. Mình người thật việc thật, xe có sao quay vậy luôn, không có chỉnh sửa gì hết á. Cũng được ốp bè che mưa nè, chung xe này full option hết rồi. Rồi bây giờ đến cái option quan trọng nhất nè các bạn, cái option mà được trang bị đáng giá nhất nè, nắp thùng cuộn. Cái nắp thùng cuộn này thị trường cũng 25 đến 30 triệu ha. Mình làm trong xe mình nhìn là biết cái xe này chủ xe cực kỳ kỹ luôn á. Rồi xe cũng được giảm thêm cách nhiệt ha. Đây, lắp camera hành trình luôn. Để nội thất coi chủ xe có đồ gì thêm không. Không, nội thất thì nguyên bản nha các bạn, nhưng mà nhìn cực kỳ mới luôn. Để mình quay một vòng nội thất cho các bạn xem. Mới không, các bạn nhìn cái đường chỉ nè, cái đường chỉ này nó màu cam. Mà chủ xe thì vệ sinh xe rất là kỹ, cho nên cái đường chỉ này nó không có bị cũ đi mà nó vẫn còn một cái màu cam. Đây, các bạn nhìn mấy cái chỗ sáng á, thì các bạn sẽ biết được xe là chủ xe có kỹ hay không. Nội thất đó rất là ok luôn á. Rồi phần phía sau ha, rồi phần quan trọng đây, xe này nó chạy được 34.000 km, mới cứng à, 34.000. Đây là phần động cơ nè, thì động cơ này đã được rửa đấy nha các bạn, mình nhìn là mình biết liền. Thì các bạn đừng có quan tâm đến việc rửa động cơ, việc rửa động cơ hết sức bình thường trên một chiếc xe thôi, nó giúp cho xe lúc nào cũng sạch sẽ và hoạt động một cách trơn tru, các chi tiết quay ở bên trong này sẽ được hoạt động một cách trơn tru hơn. Nhưng mà theo con mắt kinh nghiệm của mình nè, các bạn nhìn mấy cái nước sơn của những cái kim loại nhôm này nè, các bạn nhìn các bạn sẽ biết được là xe nó còn ngon hay không. Các bạn nhìn cái nước sơn, cái nước nhôm á, nước nhôm còn rất là ok nè. Các bạn nhìn mấy quan trọng là mấy cái đó này, mấy cái này nè, nhìn là biết xe zin ha, không phải thay thế gì đó. Còn cái việc rửa động cơ là rất là bình thường thôi, không gì hết. Xe này mình thấy rất là ok ha, mua chiếc xe này ok, tiết kiệm tới hơn 150 triệu. Bạn mua xe cũ bên mình thì yên tâm ha, xe bên mình là bảo hành 9 tháng, 100.000 hoặc 30 hoặc 3 năm sử dụng luôn. Yên tâm, không có tua bất cứ một cái đâu cái gì hết và không có tút lên. Bên mình xe sao để có sao để nguyên vậy luôn, không có gọi là làm đẹp lên. Tại vì bên mình bảo hành 9 tháng, cho nên là các bạn yên tâm về cái việc mua xe cũ bên mình.
Ok, vậy là mình đã quay một vòng tổng quan cho các bạn xem ha. Thì xe này đã được lắp camera hành trình, dán phim cách nhiệt, khung cuộn và một số những cái ốp xung quanh xe nhìn nó đơn giản nhưng mà rất là đẹp. Thì giá của chiếc xe này là 820 triệu. Xe 2018, lăn bánh mới chỉ được có 34.000 km thôi, xe còn cực kỳ đẹp. Thì giá của nó là 820 triệu. Nếu các bạn mua xe cũ này thì các bạn đã tiết kiệm được khoảng hơn 150 triệu so với xe mới. Thì một cái giá cực kỳ tốt cho anh em nào chơi xe bán tải. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo nha. Mua xe hãy liên hệ mình nha các bạn. Bye bye.